cầu rồ mà chép nó cứ phá hổ các cụ ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn TV. Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ đưa mọi người đến một cái hồ gọi là hồ Vĩnh 19. Nói vậy cho vui. Nhưng hôm nay thì Sơn câu rô các bạn ạ. Sơn sẽ làm một cái video câu rô. Và bài mồi thì nó rất là đơn giản. Hôm nay thì Sơn không câu bằng cái mồi của Sơn nữa, mà đi câu rô thì Sơn chỉ câu bằng cắm cá với cả bông tuyết thôi các bạn ạ. Và tại vì là thời tiết hôm nay nó cũng Sơn thấy nó cũng đẹp đẹp, với hai nữa là nó cũng rảnh rỗi các bạn ạ. Thế cho nên là Sơn sẽ đi ra đây để Sơn câu rô một buổi xem là nó có ăn không. Với hai nữa là kể ra thì nó cũng đói ấy các bạn. Mấy ngày hôm nay cần thủ tiếc nó bẻ hết cả răng rồi, nên là hôm nay đi câu rô thôi. Đi câu rô để lấy cá ăn các bạn ạ. Và bài mồi hôm nay Sơn đánh rất là đơn giản này, không có gì là cầu kỳ lắm. Ôi, đây là một cái túi cắm cá ở bên Sơn bán, là một túi này là có trọng lượng là 1 cân các bạn nhá. Bên Sơn bán bằng 30.000 thì các bạn có thể là dùng cái này để đi xả ổ cũng rất là thích hợp. Đây các bạn nhé, cắm cá pha với bông tuyết thì hôm nay thì Sơn câu rô, thì Sơn sẽ câu cũng chắc là xả ít rồi, bởi vì là đây hôm nay kiểu như là câu vui các bạn. Một túi này thì có trọng lượng là 1 cân, 1 cân thì nếu các bạn mà đem đi câu chép hay là câu rô giết gì đó thì một túi này sẽ câu được rất là nhiều. Và đây cái tỷ lệ hôm nay Sơn pha thì chỉ mỗi cắm cá không và kèm theo bông tuyết rồi các bạn ạ. Chắc là cho khoảng chừng một nắm bông tuyết này. Đấy, để đây cho nó tạo cho nó bông cái cám của chúng ta lên. Đấy, và như thế này sau đó là mình sẽ pha nước, không có pha thêm tinh mùi nước gì cả. Mình cho đây, mình bóp này để cho cái bông tuyết nó tơi tơi cho nó nhỏ nhỏ ra chút các bạn. Sau đó mình cho nước vào là trộn thôi. Khuấy đều lên rồi nát nữa thì mình sẽ bốc một nắm ra để làm mồi câu luôn các bạn. Câu rô này thì thực ra thì cái giống rô ấy nó ăn rất là phàm. Nó ăn phàm cho nên là chúng ta cũng không cần phải làm mồi cầu kỳ quá đâu. Thực ra nếu mà khi mà đánh rô nó cuốn ổ rồi thì các bạn đánh mồi vuốt thì nó cũng cực kỳ là thích hợp và hiệu quả. Đấy. Đây các bạn này, Sơn đổ có một tí trộn với cả bông tuyết ra. Cám cá này là bên Sơn xay mịn rồi cho nên là nó cũng rất là tơi khi mà trộn cùng với cả bông tuyết. Đấy, đổ một tí đấy các bạn thấy chưa, được rất là nhiều. Như thế này thì có thể là mình ngồi đánh được chắc khoảng có tầm 3 tiếng các bạn, 3 tiếng gì đấy, tầm 3 tiếng. Như này thì có thể là mình kẹp xả, đánh kẹp xả được này, rồi là có thể là đánh mình xả ổ bằng chì luôn đấy, kẹp chì xả ổ luôn. Đó, ôi khá là tơi. Và bây giờ sẽ bốc ra một nắm này rồi các bạn nhé. Đây, chỉ một nắm này để làm mồi câu thôi. Ok, còn chỗ này để xả, chỗ này là mồi câu các bạn nhé. Bây giờ thì bắt đầu tiến hành thôi. Bây giờ thì Sơn bắt đầu xả ổ các bạn nhé. Xả chắc là chỉ xả hết ra lửa chỗ này thôi. Ôi, lém ngay cho nó nhanh các bạn ạ. Ok, xả ra khoảng chừng đây cái như thế này thì chắc là xả khoảng tầm 4-5 cục. Bởi vì rô là đó, ui gãy cả phao này. Ném chuẩn đấy, đúng chân phao luôn các bạn. Ui nó nổi nành bềnh như ấy. Nó nổi tí nó chìm ngay. Rồi để xả đâu đó khoảng tầm 5 quả trứng các bạn ạ. Đó, xả thêm một nắm nữa, xả được 4 rồi. Thêm một nắm nữa là 5. Còn đâu để lại một chút này để kẹp xả các bạn. Ok, rồi. Đây còn cái chỗ này để kẹp xả, còn đây là cái mồi Sơn vừa trộn với cả tơ nhện để đây để làm mồi câu các bạn. Bây giờ thì cùng chờ đợi xem là rô nó sẽ vào ăn như thế nào các bạn nhé.
phê lắm các bạn. Đánh gỗ này cảm giác khi nó cuốn ổ nó rất là phê. Ồ, chép nó cứ phá ổ các cụ ạ. Chép rồi. Bình tĩnh nào. Ôi dồi, mà chép phá ổ thế lay thì có chết không chứ mình. Đánh con thẻo một chấm nữa các cụ nhé. Đánh thẻo một chấm nữa này. Chết giả. Vừa nãy thấy nhột phát mất hình rồi. Ôi, bình tĩnh nào. Nó kéo này. Ôi dồi, câu lưỡi về tí. Thẻo một chấm các cụ ạ. Kéo một chấm chụp ba chấm. Cụ rô mà chép nó phá ổ thế lay có chết không các cụ? Lay có dở không nhỉ? Hôm nay thì em không dám bò chết như hôm trước nữa. Bò chết hôm trước toàn bị lổ thẻo, hôm nay phải thả nó ra. Ôi sướng cả các cụ. Đây các cụ. Ôi cụ rô mà chép phá ổ ở đây chết không các cụ? Ôi bò phải nhẹ nhàng, phải chiều nó. Phải chiều nó tí. Ôi cha. Ái dừng chép to lắm các cụ ạ. Ôi trời. Chép to lắm. Đấy anh Hưng ạ. Ôi dồi ôi, chép pháo ổ này chết dở không nhỉ. Con này phải chiều nó một tí các cụ ạ. Lại tiếp tục. Thích chưa? Bắt được cây cần này nó cũng phê thật các cụ ạ. Ôi, trèo nó tí. Bắt từ dần chưa cũng được. Con này cứ từ dần chưa được. Nay mới hôm đánh giải mà gặp phải con này thì có phải thích không? Ấy, ghê chưa. Ai chà, chép to, ôi giời. Chép to quá các cụ ạ. Được của nó đấy. Nào, ai bảo cần ngắn chép không ăn nào. Đồ nó bé quá cho nên là em phải chiều nó các cụ ạ. Đồ thẻo nó bé tí, thẻo một chấm cho nên là em phải chiều nó tí. Ai giờ. Ui chào. Em phải vo cái này cho nó mỏng mệt thì thôi. Bé quá các cụ. Ui trời. Bé thế nhở. Ui giời. Phát được con này là khả năng là phải mất 30 phút nữa các cụ ạ. Thẻo một chấm, chụp ba chấm các cụ nhá. Đánh bằng lưỡi câu rô số 5. Này, lên mặt đây. Bò mãi rồi khóc mệt thôi. Ui trời nó khoảng. Ui giết cược. Ấy. Này bắt con này phải là kỹ thuật mới bắt được đấy. Không thì không bắt được nó đâu. Bởi con chép này khá là to các cụ ạ. Phải thả diều mấy phát rồi. Đây. Cô rô mà tần chép với cả chấm đen phá hổ này có sợ không? Vớ bảo xong rồi cô rô mà tần chép với cả chấm đen phá hổ này. Ê có sợ không với các cụ. Ôi chà con cá. Ôi thôi bong rồi. Tiếc quá các cụ. Đây em đánh một đồ nó bé như thế này các cụ ạ. Này em đánh bằng thẻo có một chấm, cái lưỡi bé tí như thế này đây các cụ ạ. Lưỡi bé tí như này nên là lưỡi không ngạnh cho nên là nó cũng khá là dễ bong. Đấy câu rô mà chép với cả chấm đen nó phá hổ mệt quá các cụ ạ.
con gì nó hình rô. Cầu rô mà chép nó phá ổ. Đỏ phết các bạn ạ. Sắp được bữa rồi. Này là câu này tí được bữa bây giờ. Cái con cá nó như thế này mà nó lôi mất hình luôn. Chịu chết. Con gì to, lên tính rồi, lên tính rồi, ui sắp đổi của, ui trời, mà sao xuống cái mất vào luôn này, hóa ra là sắp đôi, trời ơi, ăn mồm đẹp hết nhé các cụ nhá, đây, ok các cụ đó, đấy em đi câu rô mà cứ tần chấm đen với cả chép nó phá ổ thôi, nghĩ mà nó cũng buồn lắm các cụ ạ. Đây rồi các bác ơi, ui chào ơi, nhịp ăn mất hình luôn mà lại không thấy gì các bác ạ, rất là tiếc. Thôi chắc có lẽ thì em cũng xin phép được kết thúc cái video này đấy các bác ạ. Kết quả của buổi câu ngày hôm nay thì được khá là nhiều cá. Đây, quay lại cho các bác xem một tí. Khá là nhiều cá. Và kết quả câu rô thì chép nó vào nó phá ổ cho nên là cũng hơi buồn. Đấy, rô to rô bé thì cũng rất là nhiều, có được một con rô khá là to các bạn, chắc là giống đơn tính. Đấy thôi này, rót ra đây cho các bác xem. Đây ấy chà, bắt nốt hai con này vào đã. Dậy ghê chứ, dậy gì đây các bác này. Đấy, đây chưa được chỗ này chứ không phải được đến cần rưỡi đấy các bạn. Đấy, ngồi 2 tiếng đồng hồ cũng giật được khá là nhiều. Chỗ này phải được đếm mà coi 2 4 6 8 10, chắc là tầm 15-20 con gì đấy các bạn. Rồi bây giờ thì em xin phép được kết thúc cái video này tại đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.